Thưa quý vị, vụ cô gái bị sát hại rồi phi tang trên sông Hồng đang có nhiều diễn biến mới khi cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm và xác định được danh tính của đối tượng này, lẫn danh tính của nạn nhân. Theo đó, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã có vợ, con và là người chưa có tiền án tiền sự. Ngày 15 tháng 10, công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án cô gái trẻ bị sát hại, phi tang đến không còn nguyên vẹn trên sông Hồng. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê huyện Kiến Sương, Thái Bình, khi đang trốn ở Thái Bình. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã có vợ con, cả gia đình bố mẹ Khanh đều đang sinh sống ở Hà Nội, ít khi về địa phương. Bản thân nghi phạm là người chưa có tiền án tiền sự, lãnh đạo xã Hồng Thái nói, trước khi bị vây bắt, nghi phạm trốn trong nhà không có ai. Khi thấy cảnh sát tới, Khanh định tự kết liễu nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân của Khanh là Hồ Yến Nhi, sinh năm 2006, từng giành ngôi vị Á Khôi 2, cuộc thi Hoa Khôi Áo dài Việt Nam được tổ chức đầu năm. Thời điểm tham gia cuộc thi, cô là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Gia đình nạn nhân đã xét nghiệm ADN và nhận diện nạn nhân. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 10, người dân thuyền trài trên sông Hồng phát hiện một số bộ phận của người tại bãi cát thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện các phần còn lại của nạn nhân tại bờ sông dưới chân miếu bản, làng Giang Cao. Sau gần 2 ngày điều tra, công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ tạ Duy Khanh tại nhà riêng. Thời điểm bắt, Khanh dùng dao tự kết liễu nhưng không thành và được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu. Nghi phạm đã được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. Mặc dù đã xác định được danh tính cả nạn nhân và ghi phạm, nhưng nhắc tới hiện trường vụ việc khi phát hiện nạn nhân trôi nổi trên sông Hồng, nhiều người không khỏi dùng mình. Đặc biệt, ấn tượng sâu sắc nhất chắc chắn phải kể đến nhân chứng phát hiện ra một phần cơ thể đầu tiên của nạn nhân. Theo bài viết đăng tải trên báo điện tử Dân trí liên quan đến vụ việc, anh Trần Mạnh Đạt, 31 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hà Nội, làm nghề đánh cá trên sông Hồng, đã có những chia sẻ về quá trình phát hiện ra nạn nhân. Theo anh Đạt, khoảng 12 giờ 30 ngày 13 tháng 10, anh và vợ đang đi đánh bắt cá trên sông Hồng thì phát hiện một bộ phận cơ thể người nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 30 mét. Ban đầu, hai vợ chồng nói với nhau rằng đó là chân của ma canh. Tuy nhiên khi đến gần, anh Đạt mới nhận ra đó là cơ thể người. Do đặc thù công việc phải thường xuyên làm trên sông, anh Đạt không quá hoảng sợ và nghĩ rằng đó là phần cơ thể trên của một ai đó tự nhảy xuống sông. Nhưng ngày sau đó, có một người làm nghề đánh cá trên sông Hồng, cách thuyền của anh khoảng 100 mét gọi lớn, bảo với anh rằng vừa thấy một bộ phận khác mắc trên bờ. Anh đặt kể, lúc này tôi chắc chắn đây là một vụ án mạng nên lập tức gọi 113. Lưu lượng chức năng sau đó tới hiện trường, tôi hỗ trợ cảnh sát đưa các phần của nạn nhân lên bờ rồi về nhà. Sau đó, đến khoảng 15 giờ 30 anh Đạt và vợ quay lại hiện trường. Khi đó, tại bờ kè, Người đàn ông 31 tuổi phát hiện một khu vực có ruồi bầu kín và nhiều dấu vết xi măng mới. Tiến tới để kiểm tra, anh đạt bóc vài cục đá để lên chiếc chăn cũ, tiếp tục lật chăn, anh phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới. Nghi vấn có dấu hiệu bất thường, anh đạt gọi lực lượng chức năng. Sau khi cậy bỏ lớp xi măng, phần thân của nạn nhân lộ ra, được cuốn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh. Hiện cô gái xấu số đã được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng loạt hành vi man dở trên đã cho thấy sự mất nhân tính và máu lạnh của nghi phạm. Về đối tượng đã có vợ con, càng khiến dư luận thắc mắc về mối quan hệ giữa người này và nạn nhân. Mâu thuẫn nào khiến cho kẻ thù ác ra tay một cách tàn nhẫn tới vậy? Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục tới quý vị.